Yes. Thank you.
performers. Vâng, quay trở lại với trận đấu. Trận này thì là một kèo khá hay. Florencia và Roman X-Men đánh cùng, còn cậu buồn. Vâng, không còn lựa chọn, anh sẽ đánh chém. Lại là lối bo nhà cơ cấu đẹp mắt. Vâng, cùng R3S. Lên đời sau nâng cấp bánh xe, tiếp tục bo bế tiếp. Ruộng đã vẽ được rất nhiều rồi, các bạn có thể thấy là đúng là phong cách của X-Men. Ôm gỗ đúc ruộng, vẫn là sở trường của anh. Kéo toàn bộ dân về. Đóng B, C chăng? Không phải, chỉ là BE thôi. Tiếp tục xóa ruộng. BA thứ 5, vâng, sóc đều 5 BA. Cậu buồn tới nhà X-Men đã kín rồi. Vâng, phải nói là khó cho cậu buồn. Khó cho bạch đồng tâm Long An rồi. Vâng, rất khó. Có bánh xe, 5 nhà BA đều, tên đầu tiên. Vâng, tiếp tục ôm gỗ đúc ruộng. Vẽ rất nhiều ruộng. Nâng cấp giáp cho cung chưa? Vâng, sóc dân là chính, quân thì cứ phải từ từ. Vâng, nông dân ra được nhưng không vào được. Rất ảo. Anh vừa phá một chiếc nhà BE. Vâng, ngựa giò của cậu buồn tới thì X-Men có 1T và 5 cung R. Vâng, thực ra chỉ có 4 thôi, xây 5 là dọa ma. Phải chăng là một cung R ra muộn? Ồ không. Vâng, hai chém của cậu buồn đã tới rồi. Anh én thôi. Lại lui về ở đánh ở thế thủ, kéo giãn đội hình tấn công của quân địch. Vâng, bây giờ nhoe nhoét với E để mà bo nhà. X-Men đánh khá khoan thai, nhưng lúc cần căng thẳng kịch liệt thì anh vẩy E cái điên cuồng luôn. Vâng, vẩy E bo nhà, nó không phải vẩy E bắt quân. Xưa nay thì X-Men ít khi vẩy E bắt rất ít khi về bắt quân. Vâng, các bạn thấy rất từ tốn để bò nhà. Có hở không? Anh đang đi công nhà cậu buồn. Vâng, các bạn thấy nhìn tưởng rằng mong manh dễ vỡ nhưng không hề đơn giản. Nhà cậu buồn gần như ở góc 6 giờ rồi. Tôi đánh ngựa chém lao đầu từ 6 giờ lên. X-Men đang cho tấn công của mình thẳng 6 giờ, nâng cấp chặt cỗ 2. Nâng cấp cả giáp luôn cho cung R của mình. Vâng, làm thịt mấy con nông dân chưa có bánh xe của cậu buồn thôi. Vâng, đã có bánh xe rồi, hòa bánh xe rất nhanh. Thấy quân của cậu buồn thì X-Men tạm thời lại én. Phonesian, các bạn thấy lượng gỗ đang là rất nhiều, bị đóng BC cũng được. Hoặc thôi làm thêm vài cái ruộng. Bắn xa, tầm xa sắp lên 7-2. Vâng, đóng BC chăng? Chuẩn bài đóng BC rồi. Vẫn 5 nhà BA, sóc và để quân thủ. Anh đang đánh là thế thủ khá nhiều. Vâng, lên nhà BA thứ 6. Cậu buồn đang chém X-Men khá gắt. Phải chăng là làm thêm một ít vàng nên giáp 4 cho chắc cửa. Vâng, cậu buồn bây giờ thì khó vào nhà của X-Men rồi. Cậu buồn cũng đang vừa đi ăn hoang, vừa ăn hoang cả bãi quả ngay sát nhà của X-Men. Quá dị. Pháo E cho quân lao ra.
tham lại là 64/72. Vâng, cậu bùi mình cùng nắm tham 4x, đây là căng cơ tham 4x, vừa ăn hoa một cái ruộng. Các bạn có thấy Big Man sẽ lên thêm 3-4 nhà BA nữa, hoặc rằng anh sẽ đóng nhà chính để phát triển to hơn. Vâng, bắn chết con ngựa giò sau đó chạy. Vâng, không bị vẩy e. Thêm một nhà BA thứ 7 cho X-Men. Đóng nhà chính đèn gỗ. Vâng, chạy rất xa xuống tận 3 giờ đóng nhà chính. Cần phải ôm thêm ruộng không? Vâng, anh vẫn đang rất chắc chắn với X-Men. Tham lai tăng dần 8x rồi. Vâng, cậu buồn chuyển sang cả sọc đơn để chơi. Vâng, anh vừa bị đập mất một chiếc móng nhà chính. Vâng, cậu buồn đã quyết tỷ số là 6-0 cho X-Men. Vâng, 2C trắng 41 dân, tham lai là 8x. Quân ở dân khá đều nhau. Chúng ta sẽ đến với CO thứ 3. Nếu như cậu buồn còn tiếp tục muốn ăn hành. Vâng, nhà chính bị đập nổ luôn. Cậu buồn tiếp tục điền hoàng, vừa ăn hoàng vừa đóng ruộng. Còn X-Men thì các bạn có thể thấy lối vào nhà chắc chắn của anh, dường như anh không chết dần nào trong trận đấu này. No. I need food.